không giờ rồi em ngủ đi thôi. Hỡi đâu mà lo lắng em ơi, thằng nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa anh, sao anh còn thao thức trong đêm. Bọn mình nghèo túng để cho quên, ngày sau giàu có mới thương thương. Thôi em đừng buồn nhé em. Hay quá. Anh ơi, anh suy nghĩ chi từng giờ, cho em gối chăn hừng hờ, gợn nhau những bơ vơ tối lắm. Em ơi, rặng trời xinh voi xinh cỏ, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hỏi thêm ôm o. Không giờ gì ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ giấc trắng đôi tay, vượng tình hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình dạng phai. Giống chưa kìa. Không giờ rồi anh ngủ đi thôi. Hỡi đâu mà lo lắng anh ơi, thằng nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Anh ơi, anh suy nghĩ chi từng giờ, cho em gối chăn hừng hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tối lắm. Em ơi, rặng trời xinh voi xinh cỏ, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hỏi thêm ấm o. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ giăng trắng đôi tay, vượng tình hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Bọn mình giờ giăng trắng đôi tay, vượng tình hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Trời ơi, trời ơi, trời. Chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm Không Giờ Rồi, một sáng tác của Vinh Sử, qua phần trình bày của hai giọng ca Trường Vũ và Như Quỳnh. Tốt nghiệp, không thi nữa, đi về. Rồi đi vô luôn, đi vô luôn. Vô vòng trong rồi. Em thấy là tập này có vẻ rất là phấn khích với bộ đôi đầu tiên rồi, xin mời các anh chị. Tê tay tê chân luôn. Nãy giờ vỗ tay rác tay bực mình. Hay quá, hay khủng khiếp.
Chưa bao giờ có một cặp mà thí sinh nào mà hát chắc tay mà quyện nhau như vậy. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ có trong lịch sử của ca sĩ Tân Tú. Tuyệt vời. Nổi da gà. Khủng khiếp. Các bạn không giống thì thôi. Đoạn nào giống thì giống. Thiệt là giống. Cái đó nó mới làm cho người ta thổn thức. Nói chứ các bạn vẫn có những khuyết điểm. Thành nói trước về bạn Kim Yến. Kim Yến có cái giọng soft mà cái đoạn ngân hơi á của chị Như Quỳnh, cái đoạn mà bạn thả hơi rất là giống chị Như. Bạn muốn giống chị Như nhiều hơn nữa, bạn phải hát nhấn nhiều hơn. Và quan trọng, Như Quỳnh có một cái điều mà trời phú mà không có nhiều ca sĩ có, là mặc dù giọng thì mỏng nhá, nhưng mà cái chữ phát ra cái âm thanh dày cui và vang khủng khiếp. Và chị Như hát á, rút ruột rút gan, nó đau ở trong ruột trong gan, cái đau ở đâu mà 30-40 năm ba dồn hát lần một. Cho nên phải làm được cái điều đó. Hát mạnh miệng lên. Tôi dùng từ là hát mạnh miệng lên. Thành dùng câu đó rất là đúng. Cứ bị sợ, bị nhát cái gì. Em hát giống chị Như bây giờ lắm luôn á. Yeah. Giống lắm, nhưng mà tại vì chị nghĩ em đang nhát. Cho nên á, nếu mà em chị nói nôm na là cho thêm chút xíu muối vô nữa. Đúng. Nêm canh mặn hơn chút xíu cho tôi. Rồi bây giờ nói tới ông Trường Vũ. Cái âm thanh phát ra xuất sắc. Chất lượng âm thanh về audio của bạn là 4K Full HD. Vang, trong, dày. Đúng cái chất lượng âm thanh của anh Trường Vũ phát ra luôn khi hát live. Đẹp như vậy luôn á. Hát mà hay tới mức độ nổi da gà mà. Động tác, cử chỉ, nó ngấm vào từng tế bào của bạn rồi. Không bàn nữa nha. Bây giờ sắm cái nanh heo đeo vô là ngon. Mai mốt mà nếu hai người có song ca với nhau ấy, tại hồi nãy tôi thấy rõ ràng là Kim Tuấn có nhắc khéo Yến là đi lên, phải không? Anh Trường Vũ không bao giờ nha, chỉ có chị Như nhắc thôi. Không bao giờ anh Vũ, anh chủ động một điều gì hết. Phần lớn là chị Như chủ động. Vậy mai mốt bạn muốn cái chương trình, cái phần thi bạn có điểm á, là cái đoạn bà Yến bà lên, bạn đựng lên. Cái bà Yến bà giả bộ kéo Vũ. Tại vì... Chết rồi, chị Tuyết sao tự nhiên cái tập này chị khó quá vậy chị? Không phải. Vì chị quá thương hai người đó. Thương á, thương mình á. Mình thương, mình cho roi, cho vọt. Và như thế. Vậy là chắc dòng sau rớt. Tại sôi kỹ lắm. Cái mình góp ý nhiều nhất ở bạn Văn Tuấn ấy, là mình không thấy được cái hình ảnh của anh Trường Vũ trong bạn. Cái bề ngoài ấy, cái phong cách ấy. Tại vì anh Vũ á, anh ra sân khấu á, anh cứ... anh không có nhìn lên. Cái đó là do đặc trưng về cái khuôn mặt của ảnh với cái đôi mắt của ảnh á. Cho nên nó sẽ tạo ra một cái dáng vẻ như là đang thẫn thơ gì đó, vô định. Nhưng mà Nam nên nhớ là bạn có giọng hát giống anh Vũ rồi nè. Ngân câu này nọ chữ giống rồi. Bây giờ mình cần nhất là cái linh hồn. Cái dòng sau bạn lấy hai cái băng keo bạn dán trong mắt nó sụp xuống. Đứng á, là cái đầu lúc nào phải đưa ra phía trước nè. Đúng rồi đó. Không mà anh Vũ bước ra sân khấu sao? Nhìn qua nhìn lại chứ không giờ nhìn hướng hết đó. Em ơi. Kiểu vậy đó, cái mặt phải vậy đó. Anh Vũ là vậy. Sao anh thấy giống hơi giống Mr. Bean vậy? Đâu có, Mr. Bean là Mr. Bean là rối lắm. Nhưng mà anh Vũ là anh bình tĩnh lắm. Anh rất là bình tĩnh, đúng. Anh Cường Vũ nha, mà cầm cái micro đang hát nè, ra có người đó, kiểu mà đó, giật cái micro chạy đi luôn. Cái tay vẫn để vậy. Thôi cho nó đó, kiểu vậy đó. Kiểu vậy đó, phải bình tĩnh cỡ đó đó. Đó. Chứ còn mà em bước ra sân khấu mà mắt em nó lanh quá hoặc là em chủ động quá, cái đó hoàn toàn không phải anh Trường Vũ. Mặc dù ảnh không phải là ảnh không biết đâu nha, nhưng mà đó là cái phong cách, cái stin của ảnh, cái stin của ảnh. Bạn cần nghiên cứu thêm về cái đó. Là Tuyết muốn bạn là càng vô sâu vào vòng trong, bạn khắc phục những điều đó để bạn có thể hoàn hảo và mình có thể chiếm cái vị trí cao nhất chung kết thì sao, đúng không ? Cái chương trình này đáng lẽ là phải đổi mùa sau, phải đặt tên là ca sĩ tường tận chứ không phải ca sĩ tận. Là phải tường tận từng chi tiết mới dính. Anh Nam, mời anh chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Anh Trường Vũ đúng là người Việt mà gốc Hoa, cho nên là thường là trong cái giai đoạn đầu tiên á, Nam tìm hiểu là anh sang bên Mỹ thì những cái lúc mà tập hay là thu âm, thu ca, những cái bản thu đầu tiên là rất là khó khăn luôn. Bao giờ cũng sẽ có những người thân thiết để mà phụ giúp cùng hướng dẫn cái cách thu làm sao đó để mà có thể phát âm được cho nó tốt. Và
Sau đó thì ảnh cũng có tìm học, và thầy Chế Linh á, cũng là một cái người thầy mà giúp cho anh Trường Vũ rất nhiều trong cái việc là phát âm rồi nhả chữ luyến lấy. Cho nên là mình cũng thấy là đâu đó cũng có cái sự ảnh hưởng, nhưng mà cái hướng đi của ảnh chọn thì nó cũng tạo nên một cái gọi là cái dấu ấn cá nhân riêng. Thì điều đó cũng là một cái điều rất là đáng để chúng ta học hỏi. Và quay lại với hai em thì thật sự với bản thân anh thì anh cảm thấy rất rất là hài lòng, cũng như là cảm thấy là dồn hết những cái tình cảm của mình trong cái phần mà thưởng thức. Tính ra là cái vòng lộ diện đầu tiên thôi mà như thi chung kết chứ gì nữa. Dạ, bởi vì giỏi quá mà cũng là một món quà cho các bạn, bởi vì là các bạn nhận được rất là nhiều ý kiến đóng góp rất hay. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa anh không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi tay ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi băng tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sóng, để tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đầy lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thập thì, vì đâu mưa anh không đến. Đường vào tim em bao con sóng, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi tay ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sóng, đầy tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đầy lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sóng, để tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đầy lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông.
Dạ vâng, Như Quỳnh rất là dễ thương ngày hôm nay luôn. Công nhận á, lâu lắm rồi mới nghe là cái bài hát này. Và đặc biệt là hả, y chang hình tượng của chị Như Quỳnh luôn. Chị Tuyết thích dữ lắm luôn đó. Là tôi nói không thích sao? Ủa vậy hả? Thực sự cái bài này nó khó nha. Đừng ai nói bài này dễ, bởi vì bài này chữ rất là nhiều. Nếu mà mình không giữ vững cái cục hơi của mình á, là mình sẽ bị hụt liền. Chị tiếc quá, tại vì chị Như hát cái chữ ai đã đó, chị hát chị bung ra. Nhưng mà chị không biết là vì nó quá cao cho em, em lại ém cái hơi, ngược lại em hát giọng gió. Hát chữ đã mà chưa có đã hả? Nó không có đã gì hết trơn đó. Em nên hát giọng thật nhiều hơn là giả thanh. Bạn phải để ý cái độ vang. Mà hát cái chữ nó vang như cái tiếng chuông mà gõ một cái beng. Bạn có nha Thành. Có. Hồi nãy ba hát cái câu mà từng cơn mưa nghe bên ngoài sông thưa lắm kia là nhớ mãi ngày qua. Để bạn hát gì qua, bạn ngưng ấy, cái độ vang của bạn có chứ không phải là không, nhưng bạn nhát ấy. Thử lại đi. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Đó đó, bạn hát mạnh lên là bạn nghe giống liền đấy. Hát chưa, hát mạnh lên là giống liền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chị Như có một cái signature vô địch. Đó là cái vụ luyến hai nốt. Bàn chân anh trên lối đi không thành, thành. Mà rất là nhanh. Chứ không phải là thành. Là thành. Không có chậm như vậy. Bàn chân anh trên lối đi không thành, thành, thành. Rất nhanh và gọn thì nó mới đúng. Còn anh trên lối đi không thành là không đúng. Nó cái đó là trấn thành chứ không phải là không thành. Đúng rồi. Bàn chân anh trên lối đi trấn thành. Em chỉ cần làm được cái điều đó thì em sẽ giống chị Như khủng khiếp lắm kìa. Và chắc chắn là em sẽ là một trong những người sẽ lọt vào vòng chung kết. Trời ơi, hứa hẹn dữ ta. Mời giám khảo Hoa Nhật Nam ạ. Chị Như Quỳnh đúng là chỉ có đánh hông và một vài cái tiểu tiết nhỏ, nhưng mà rất lôi cuốn và quyến rũ. Kim Yến không thể nào có thể di chuyển được. Chắc bình thường cổ cũng ít nhảy lắm. Phần gương mặt á. Gương mặt. Những cái gương mặt mà giống y như là mình hát, mình thủ thỉ với cái người khán giả. Và cái đôi mắt giống như mắt bồ câu và mắt nai đôi khi nhướng lên một chút xíu, để mà giống như là mình đang nói với một cái người tình. Thì những cái đó em làm rất là ra. Có một cái đặc trưng mà cực kỳ lớn của cái bài này là chị hát. Mỗi lần mà chị đồng tình gì với người ta là không thèm, không thèm. Lúc nãy Kim Yến có làm có làm đó. Kim Yến có làm cái điều đó là bạn làm, tôi thấy nó mắc cười đó, là rất là giống là bạn lúng nẹo gái mà nhõng nhẽo ghế với điều ông điều trai không thương gái chịu gái. Cái điều nhiều lúc cô Minh Tuyết cũng vậy thôi. Trời ơi, cô Minh Tuyết cũng vậy thôi. Trời ơi, bà Tuyết ở nhà bà là cục kiểu dẻo lại qua tới tôi rồi hả? Cục kiểu dẻo lại qua tới tôi rồi hả? Thật sự ra thì phải cảm ơn lời nhận xét chân thành của ban giám khảo để giúp cho bạn có cái cơ hội được thay đổi bản thân mình nhiều hơn nữa nếu như mình có cơ hội bước vào vòng trong nha. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Hoàng Kim Yến. Một người con gái đứng nghiêng vành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng, lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước dưới ánh trăng. Và mỗi lần chim én đưa
duyên tình dang dở. Đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ. Chờ người đến bao giờ? Con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa. Mà năm tháng đã dần qua, chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng. Ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng. Lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng. Lời thề ước dối anh chàng, ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng. Và mỗi lần chim én đưa tin con đò sang sông, môi mắt em chờ mong. Sầu thương đã lỡ trách chi duyên tình dang dở. Đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ. Chờ người đến bao giờ? Nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ. Chờ người đến. Được cảm ơn Vũ Đoàn Sắc Màu và Hoàng Kim Yến. Vừa rồi là phần hóa thân thành ca sĩ Như Quỳnh với ca khúc Chờ Người rất là ngọt ngào. Xin mời giám khảo Trấn Thành chia sẻ cảm xúc của mình trước ạ. Em có muốn làm ca sĩ không? Tôi hỏi thiệt em. Muốn. Dạ có. Nếu có thiệt mà nãy là tôi chưa thấy đó. Ca em phải mê. Em phải mê bản thân mình trước. Em có tin không? Tôi tin chắc 100% Minh Tuyết là một người rất yêu bản thân mình. Tôi cũng vậy. Thậm chí ông Nam cũng vậy. Bạn tưởng người ta nội tâm, người ta không hỏi tôi: Thành ơi, anh có cần phải gắt cái bông này không hả? Em tưởng người ta nội tâm, ta không nói: Thành ơi, anh có nên để đâu dài này không? Em hiểu không? Tự nhiên bây giờ tôi nhớ tới nhạc phẩm Im Lặng Thở Dài. Em hiểu anh nói không? Ca mình phải mê, phải trân trọng cái lần ra sân khấu đó. Anh có cảm giác cái bài này cái tông nó hơi thấp hả? Tại vì em không có giữ được cái hơi của em ấy. Đến cái cuối là em bị tụt hơi. Tại vì em thức em nuôi mẹ em ở bệnh viện 3 ngày. Trời ơi. Dạ mẹ em đang chờ kết quả. Em thiếu ngủ phải không? Dạ em bị thiếu ngủ. Tại vì lúc đầu là em dự định là em không thi. Em sợ ảnh hưởng chất lượng của chương trình. Nhưng mà em cố gắng, em sắp xếp để em đến đây em thi. Dạ. Thật ra em là thí sinh tiềm năng của chương trình đó. Em hiểu không?
tại hôm nay em bị lo ra, em bị buồn, cho nên cái phong độ em không có thôi, chứ thật ra là cái giọng em giống lắm, cho nên đó là em đừng lo, cân bằng lại ha, cũng chúc cho mẹ em mau khỏe. Nhưng mà anh chỉ hy vọng là các em ơi, hãy trân trọng từng giây phút. Cuộc đời nó cho tụi em vài cơ hội thôi. Dạ, em cảm ơn các anh chị ban giám khảo cũng như quý vị khán giả đã nghe lời chia sẻ của em. Em xin lỗi bởi vì thật sự là em cũng không có muốn. Không sao, em kềm nén lắm rồi. Anh hiểu, dạ. Không sao, không sao. Dạ. Nói không phải để trách em, nói để em bình tâm thôi. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Chị Minh Tuyết, thôi thì mình đã cũng biết được lý do ngày hôm nay bạn cũng có một cái tâm lý như vậy. Mình bỏ qua cái đó, mình nhận xét về những cái khía cạnh khác được không ạ? Xin mời chị ạ. Trước hết cho chị gửi lời hỏi thăm tới mẹ và chúc mẹ em mau khỏe bệnh. Dạ, em cảm ơn chị. Em là một trong những thí sinh chị chờ đợi. Với chị, em là người giống gần với chị Như nhiều nhất ở trong những ca sĩ thần tượng mùa trước. Từ cái vóc dáng, tới cái khuôn mặt, tới cái thần thái, tụi em có cái của chị Như trong đó. Chỉ có điều là em hơi thiếu tự tin thôi. Nói em không cố gắng, cái đó không đúng. Em có cố gắng, tuy nhiên vẫn có chút xíu lo ra. Nhưng mà chị nghĩ là như vậy nè. Khi mà mình thiếu ngủ á, thì cái giọng của mình nó sẽ rất là mệt. Và khi mình mệt, mình sẽ dễ bị lo ra. Bởi vì mình chỉ cố gắng để giữ cái cục hơi của mình cho nó dẫn, để mình không bị hát phô. Chị nghĩ là em đang bị cái cảm giác đó, nên mình không có đủ cái tinh thần để mà mình diễn một cách khoan thai, hoặc là mình đẩy mạnh cái làn hơi của mình. Nhưng chị phải nói một điều, em hát rất giống chị Như. Cái cách phát âm của em cũng giống chị Như. Cái âm sắc của em cũng giống chị Như. Tất cả mọi thứ của em đều giống chị Như, chị thiếu cái thần thái. Tại vì chị Như á, ở dưới sân khấu á, chị luôn luôn dạ, chị rất là nhút nhát dưới sân khấu. Ồ Thành hả, có gì lát nữa Thành nhắc Như nha. Nhưng mà khi chị lên sân khấu là bà giống như không biết ai vậy đó. Như Quỳnh xin kính chào quý vị. Em thiếu cái đó của chị Như. Thiệt, Như Quỳnh làm gì làm lên sân khấu là tự tin, là điệu. Nghe mới điệu, không điệu người ta không thương gắng chịu. Cho nên nếu những vòng sau cố gắng giữ sức khỏe thật tốt nhé. Dạ em cảm ơn chị. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết rất nhiều với sự chia sẻ rất là chân thành của chị. Xin được mời giám khảo Hoa Nhật Nam ạ. Em tên đầy đủ là Hoàng Kim Yến phải không? Dạ phải. Ý anh cũng phải là vì thấy em đẹp mà tự nhận là em với anh cùng họ. Trời đất ơi. Trời mặn, đất ơi. Mặn. Khúc mặn nào nha. Mà nó ráp được vô hay vậy? Thì anh Hoàng Nhật Nam rất là ủng hộ Hoàng Kim Yến. Trời bởi ơi. Vì trước nhất mình đã đi qua một cái chặng đường, đúng không? Những cái vòng đầu em đã thể hiện rất là tốt, có cái phong độ của mình. Nhưng mà ngày hôm qua là cái buổi chạy chương trình thì anh đã thấy em không thực sự tốt trên sân khấu tổng duyệt đó. Và anh nghĩ rằng là chắc là em chưa có thời gian để mà ráp bài hoặc là ráp với vũ đoàn, cho nên là nó còn có những sự bỡ ngỡ. Anh nghĩ là em sẽ tập luyện thêm. Không ngờ là nó có những cái câu chuyện đằng sau, rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Tuy nhiên thì anh vẫn không phủ nhận rằng em có nhan sắc. Khi mà xem cái clip mà chị Như Quỳnh diễn ở những năm tháng tuổi trẻ của chị Quỳnh đó, thật sự nhìn vào trong clip đó thấy chị Quỳnh, nếu thời đó chị Quỳnh đi thi hoa hậu chắc cũng sẽ đậu đó. Bởi vì mắt, mũi, miệng hay là cái khuôn mặt hay là cái thần thái. Cái nét của chị Như rất là rõ. Đúng con rồi. Mắt cũng rõ, mũi rõ, miệng rõ, nhân trung rõ, mọi thứ nó đều rõ hết. Anh có làm nhiều cuộc thi sắc đẹp mà, cho nên là anh nghĩ là cái nhan sắc thời đó chỉ đi thi tiếng hát truyền hình chứ không đi thi hoa hậu Việt Nam thôi. Chứ nếu mà thi thì cũng đậu đó. Quay lại Kim Yến thì Kim Yến cũng có sắc vóc trời cho, rồi giọng hát cũng rất đẹp nữa. Cho nên là anh nghĩ rằng là em sẽ cố gắng hơn, bản lĩnh hơn để mà mình vượt qua những cái cảnh huống riêng của bản thân mình, để mình có thể có một cái nghị lực lên sân khấu. Và bây giờ em không phải là mình kể câu chuyện của em nữa, mà là em đang kể câu chuyện của chị Như Quỳnh, của thần tượng của mình, đúng không? Mình đang hóa thân mà, chứ không phải là mình nữa. Cho nên mình phải ý chí nhiều hơn, có cái sự mạnh mẽ nhiều hơn. Và anh tin là em có thể làm được điều đó. Dạ em cảm ơn anh. Xin được cảm ơn giám khảo rất là nhiều. Và bây giờ vẫn phải đưa ra quyết định của mình, xem là ba giám khảo có động viên tinh thần cho bạn hay không. Khoan, phải hỏi màn sau có điệu được không? Dạ có anh. Xoay cái nón cái coi. Cô này điệu được, cổ không có tự tin thôi. Bây giờ nếu mà được thì cộng điểm. Tại hôm nay cũng chung chủ đề, mặc đồ có hơi cam nhẹ. Dạ. Lại dẫn dắt. Dẫn dắt. Thì bên thí sinh như vậy thôi chứ. Lại dẫn dắt nữa. Tôi quạo MC chương trình này. Ừ. À, xin mời chị Minh Tuyết quyết định trước ạ. Chị là vẫn rất là muốn em vô vòng trong nên chị ủng hộ em. Vỗ tay. Cảm ơn chị.
Xin được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Anh nghĩ là cái phần diễn vừa rồi nó vẫn chưa đúng như mong đợi của anh với lại khán giả cho lắm. Cho nên là anh nghĩ là em sẽ chờ thêm một chút. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn anh, giám khảo Trấn Thành ạ. Trong lòng anh là anh ủng hộ em. Tại anh muốn nghe Như Quỳnh hát nhiều. Và anh cũng biết em là thí sinh có tiềm năng. Thế nhưng gì thì gì, vừa rồi là một phần trình diễn chưa thật sự thỏa mãn tôi. Vì vậy cho nên mời em ăn ly chè nhớ, em chờ nhé. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Chúng ta sẽ chờ đợi đêm nay ban giám khảo sẽ đưa ra quyết định của mình xem bạn có may mắn hay không. Trước tiên là vỗ tay để động viên tinh thần cho bạn một lần nữa vì đã hoàn thành xong phần thi của mình. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ước ao em thơ, mưa rơi tự bão giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ gửi nhớ thỏa hóng cho tâm tình thường hay ngõ trường táng về chung phố, nhưng lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn chành lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vâng vương. Ngày xưa đường mưa ê chê, cũng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gọi, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá bu tìm, xu anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thấu trăng người tình nhỏ nuôi nắng cả một đời, mối tình thời dài. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nao ngồi. Rơi qua phố buồn chành lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướng ê chê, cũng đường đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gọi, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa bút tim, xua anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn,
bỏ hồn mưa ngậm lời. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tính nhỏ, nuôi nắng cả một đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào ngồi. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tính nhỏ, nuôi nắng cả một đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào ngồi. Xin được giới thiệu Văn Tuấn. Ướt quá em. Đi mưa dữ dạ, hả? Em mắc mưa. Trời ơi, mắc mưa từ cái đoạn nào mà vô tới sân khấu của chương trình luôn vậy, hay quá. Rất là đầu tư đúng không ạ? Đang lo ca hàng hồi bị cảm. Cái xe hủ tiếu này á, là vay mượn một cái ý khác thôi. Nếu mà đúng á, là không phải là hủ tiếu, xe hủ tiếu như thế này. Nhạc sĩ Hà Phương năm 1960 là yêu một cái cô ca sĩ, và hàng đêm thì thường đệm đàn cho cổ hát. Rồi từ đó mới ra là một loạt ba bài hát về mưa luôn, là Mưa đêm tỉnh nhỏ, Mưa trên phố vắng, Mùa mưa đi qua. Và nó cũng hao hao nhau từ những cái giai đoạn mà cùng nhau về trên những cái phố mưa đó. Nhưng mà về sau á, họ cũng không thành với nhau. Mưa sao thành được? Nội cái chuyện mắc mưa là thấy mình phải chạy, bỏ nhau chạy rồi. Thường mưa nó đại diện cho chia ly và cô đơn, đúng không ạ? Những lúc mình cô đơn nhất mà trời mưa xuống, lúc đó mình hát hay nhất. Thì anh bị đắm chìm trong cái phần ca của Văn Tuấn. Mọi thứ đều hát rất là chỉnh chu. Cảm giác đúng là em vừa đi trên cái phố mưa. Và thực sự là cũng cảm thấy cái cơn lạnh đó nó lan từ em sang với những người đối diện. Thi mà lạnh là lo ạ. Đường xa ướt mưa mà. Anh chỉ muốn góp ý thêm một cái điểm, đó là cái ánh mắt của mình đó, lúc mình diễn thì em cố gắng xác định một cái phương ánh mắt của mình. Chứ nếu cái đó ở với Trường Vũ thì Tuyết xin phép Nam là anh Trường Vũ thì ngược lại. Ví dụ giờ mình nói là bây giờ với Tuyết đi, khi mà nói về mưa thì tôi sẽ nhìn mưa, tôi sẽ nhìn rất lâu và tôi mắt tôi sẽ rất là sâu. Nhưng anh Vũ là không. Ví dụ anh Vũ có ngước lên nhìn cái xong lại ngước xuống, lại làm qua chỗ khác. Anh Vũ không bao giờ tập trung ánh mắt ở một chỗ nào đó lâu được hết. Nhưng mà ý là đừng quá nhanh. Ánh mắt của em sẽ di chuyển từ ánh đèn đường sang lên một cái bầu trời mưa, chứ không phải là em sẽ nhìn quanh xem thử là đã hết rồi hay chưa, và giám khảo có vỗ tay cho mình hay không, sẽ làm cho người xem hơi bị giống như bị cắt cái mạch cảm xúc, mặc dù thì những cái nốt nhạc á, vẫn đang rải về cuối và vẫn chưa dứt. Tôi tổng kết lại cái ý của cả Minh Tuyết và anh Nam á, là nếu như mà bạn diễn Trường Vũ y chang nguyên một bài từ A đến Z, mà bạn tinh tế luôn đến cái mức mà bạn để ý được cái chi tiết là anh Vũ anh không có tập trung một điểm nào đó được lâu á, thì điều này sẽ cực kỳ hiệu quả. Nhưng nó là với điều kiện là từ đầu tới đuôi bạn làm giống, thiệt là giống. Và cái đó là cái chi tiết bạn để ý được thì bạn show nó ra. Còn cái mà bạn đang làm trên sân khấu là do bản thân bạn không tập trung được thiệt. Bạn bị sao lãng với nhiều điểm nhìn, cho nên anh Nam anh phát hiện ra cái điều đó của bạn. Đó là cái sự sao lãng của riêng bản thân bạn thiệt. Bạn này là đang phục vụ tôi về audio thôi, chứ còn video là chưa được nha. Cái đường tiếng là ok, ngon lành. Còn cái đường hình là chưa được. Chưa được. Cũng bài trí dữ lắm. Đừng có đẩy cái xe hủ tiếu gõ đó lên rồi muốn làm gì làm. Giác cái cây rồi cái đèn đường ra đâu được. Tôi coi là tôi coi Trường Vũ chứ tôi đâu coi xe hủ tiếu. Dạ. Nhập hồn vào một tí khi mình hát. Cái cách anh dẫn một người chia tay gôi chia ly có gì vui. Anh không nhìn thẳng
ảnh dù nhìn xuống nhưng trong ánh mắt của ảnh là có trong câu chuyện. Cái đầu gật của ảnh hay là cái nhíu mắt của ảnh đều có ý nghĩa hết. Và cái chữ mà tôi dùng từ là ở đó thì tại vì cho dễ hiểu hả, bạn phải chọn chữ nào. Lần một bạn chọn chữ đó, lần hai bạn đừng chọn nữa. Tại vì anh Vũ anh không bao giờ ở một chỗ hai lần. Trời. Một người đi thì thiếu lần đầu anh ở chứ một đi. Thì xây cuộc đời một người đêm tay gối. Thí dụ vậy, anh sẽ chọn chữ tay ở lần hát thứ hai. Ví dụ vậy, tôi để ý bạn là có hai ba câu mà bạn nhắm đúng cái chữ đó để bạn miết nó ra thì có nghĩa là nó bị khuôn khổ. Thói quen. Bạn đừng làm như vậy, nó không hay. Tiết mục mình phải làm sao mà giống như ở người ở ngoài. Anh sẽ hát có lời một, anh sẽ chọn chữ này để anh tạo cái dấu ấn, anh nức nở. Lời hai thì anh chọn chữ khác. Ví dụ vậy, mình phải tìm cái chữ để mình chọn cho nó hợp lý. Dạ. Nhưng mà tôi thắc mắc là nếu bạn hát bình thường, bạn hát làm sao? Có nghĩa là bạn hát giọng bạn hay bạn hát giọng anh Trường Vũ? Em xin nói thật là khi em cất tiếng hát lên là nó đã như vậy rồi. Em không thể hát được giọng của chính bản thân mình được. Trời đất ơi, thấy thương không? Bạn có biết bài Em Không Sai Chúng Ta Sai không? Anh thần xưa ngu ngốc. Bạn biết bài Duyên Phận không? À đúng rồi, Duyên Phận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng dòng đường dài. Cạnh nhà nẻo đơn bày em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Hay à, để Trường Vũ chơi game show nè. Một lần nữa chúc mừng bạn Văn Tuấn nha. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đuôi ong bắn bướm bên góc cạnh cầu ao, tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nương ai hát điệu hò khoang, tình ơi dở dang như lỡ một cung đàn. Chuyện xưa quá rồi, chuyện xưa quá rồi, còn in trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời. Ai thấu được lòng người, tìm quên để vui. Người ơi, người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đâu nhói tim một người. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Rồi, chuyện xưa qua rồi, còn in trong đời.
Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẽ loi duyên kiếm và cuộc đời. Hãy thấu được lòng người, tìm quên để vui. Người ơi người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi. Đừng nhắc làm chi đau nhói tim mọi người, đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Người đó chính là Châu Văn Tuấn ạ. Chúc mừng bạn. Dạ cười cái cho em vui. Rồi cười là được rồi. Nãy nhập tâm quá, đau khổ quá đúng không ạ? Giống như anh Trường Vũ. Bạn diễn xong bạn thấy làm sao? Dạ em rất là hồi hộp ạ. Hồi hộp hả? Hôm nay là tự tin bao nhiêu phần trăm nè? Dạ em tự tin 50%. 50% tại sao vậy? Cũng hồi hộp cho nên em tự tin 50%. Là bây giờ đứng cái dáng này luôn hả? Cũng khom vậy luôn hả? Dạ chắc có lẽ là quen. Quen rồi ạ. Dạ xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Với tiết mục này thì anh nghĩ như thế nào ạ? Xin mời anh. Anh có cảm tình Châu Văn Tuấn ở cái tiết mục song ca cùng với thí sinh đóng vai Như Quỳnh. Cái đó là một cái tiết mục song ca anh thấy rất là dễ thương và cực kỳ là giống. Bọn mình giờ răng trắng đôi tay vượng tình hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai. Bọn mình giờ răng trắng đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở tương lai. Hôm nay thì anh trông đợi tiết mục Cõi Nhớ của em sẽ xuất hiện trở lại với một cái phong độ dữ dội hơn khi một mình một cõi như thế này. Tuy nhiên thì anh cảm nhận là cái năng lượng về mặt cảm xúc á, thực sự là nó chưa lên đến một cái ngưỡng cao đối với riêng anh. Mặc dù thì hôm nay em được hóa trang này, rồi mặc áo vest rộng thùng thình, rất là giống. Rồi từng bước đi của em lững thững cũng rất giống. Em cũng chú ý những cái điệu bộ động tác như là những cái ôm vào ngực, gọi là đau bụng của anh Trường Vũ đó. Rồi những cái đưa tay vân vân. Tuy nhiên là anh nghĩ là em cũng rơi vô tình trạng như là bạn Nhật Quân ở đầu á. Thiếu một cái nguồn năng lượng hay là thiếu một cái chiêu cuối cùng để mà tung đòn quyết định hạ gục trái tim khán giả. Điều đó sẽ được lý giải về mặt cảm xúc hay là về mặt kỹ thuật hay là thanh nhạc bởi cô Minh Tuyết hay là giám khảo Trấn Thành. Nhưng mà anh nghĩ là với một cái ca khúc về thất tình hay là ca khúc về chủ đề nghèo của anh Trường Vũ thì em cũng đã mang đến cho mọi người một cái sự cảm hoài, một cái nỗi buồn thì em đã chuyển tải được điều đó. Anh cũng muốn góp ý thêm một chút là anh Trường Vũ anh cũng hay có những cái nhìn xuống á, giống như những cái nhìn xuống nó mang tính chất u hoài. Đôi khi ảnh nhìn xuống trong một cái đoạn nhạc dạo đi, để trong một cái lần bước qua thì ánh mắt ảnh nhìn bâng quơ và sau đó nhìn xuống, thực sự nó tạo cho người ta một cái sự se lòng lại. Hôm nay anh xem và anh vẫn chưa thấy được cái cảm giác se sắt lòng đó. Rất mong là em sẽ cố gắng hơn để thể hiện những cái sự tinh tế nho nhỏ như vậy của anh Trường Vũ. Dạ, xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Xin được mời giám khảo Trấn Thành ạ. Bạn ơi, bạn ăn gì chưa? Dạ, em ăn rồi ạ. Trước khi ra sân khấu bạn ăn gì? Dạ, em ăn cơm ạ. Cơm hả? Ừ, chắc có lẽ hơi đầy hơi á, ở hơi nhiều. Ừ, anh Trường Vũ hát không có ở dữ vậy bạn nhé. Có nghĩa là mình hát thì mình bắt chước thần tượng của mình, thì cái đó là cái điều hay. Nhưng mà cái gì nó cũng phải tiết chế thôi. Tại vì hôm nay bạn hơi lạm dụng cái phần ở. Cho nên ngày ấy lâu rồi cho mình chia đôi mộ dài lâu. Có nghĩa là mình thấy chữ nào bạn cũng làm cái đó, thì vô hình chung cái bài hát nó không còn hay nữa. Bạn hiểu Thành nói không? Dạ. Bạn để ý đi, anh Vũ anh ở đúng chỗ đúng lúc. Anh không có ở tầm bậy mà. Tại vì một cái bài mà bạn tưởng tượng chữ nào bạn cũng bóp nó như vậy thì người ta đâu còn nghe được cái lời nữa đâu. Hiểu Thành nói không?
bạn phải để ý cái chữ nào nó nên được bóp méo để nó tạo thành dấu ấn và chữ nào không, hát to rõ ra nhá. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là hôm nay bạn mới vô, bạn ra bạn hơi sung, cho nên bạn đẩy cái âm thanh ra nó mạnh quá, nó bị vang và sáng quá. Cái âm thanh của anh Vũ á, nó hơi trầm ấm lại một tí. Cái đoạn sau bạn hát rất tốt, bạn bắt đầu mềm mại lại, bạn hát ấm hơn. Cái đoạn đầu bạn hát rất là vang và sáng, và nó hầu như là nó không có cái cảm giác của anh Vũ. Và đừng đứng yên một chỗ. Anh Vũ đôi khi anh đứng thì tôi biết là anh có đứng, nhưng mà thiên về diễn xuất thì mình nên, đúng không? Trong những lúc mà giặt dạo bạn có thể đi, anh Vũ anh cũng đi mà. Đó, đúng không? Mà bạn đi vậy thôi. Vẫn đi tìm kim cương được. Đi tìm vậy đó, ừ, tìm kim cương màu xanh. Ừ, đó, đi, hết nhạc. Ngày ấy lâu rồi, hai đứa nguyện trăng. Đúng không? Anh Vũ anh lâu lâu anh cũng vậy mà. Chứ anh đâu có đứng yên chỗ ca buồn ngủ không chết, đúng không? Thành thử ra phải để ý. Lại dướng vô là giống lần trước nữa, là chỉ hát thôi, không có diễn xuất gì hết. Vô dòng này là phải diễn, không diễn là viên kim cương sẽ đậm dần. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành, còn chị Minh Tuyết ạ, xin mời chị. Các bạn cứ sợ sệt cái gì đó. Tại sao mà hỏi bạn là bạn cảm thấy bạn diễn như thế nào? Bạn nói bạn mới diễn có 50% mà. Bạn cảm nhận 50% thì ngồi dưới đây người ta cảm nhận bao nhiêu phần trăm? Đó. Mình phải thật sự 100% thì ở dưới đây người ta cũng còn cảm nhận được 80%. Cái đó là bởi vì cái sự chuẩn bị của các bạn chưa có kỹ, và bạn chưa có thấm nhuần cái bài đó trong bạn, hay là thấm nhuần cái cách hát hay là cái phong thái của anh Vũ. Cho nên bạn sẽ vừa hát mà vừa phải phân tâm để suy nghĩ mình phải làm cái gì, mình phải nhấn nhá chỗ nào. Thì cũng giống như Thành nói về cái hát ngày hôm nay của bạn. Thành nói là bạn đẩy hơi ra mạnh quá, nghe không có giống. Nhưng mà thật sự Tuyết nghĩ á, anh Vũ á, tuy rằng ảnh hát, ảnh Thành hay dùng cái từ là ở nhiều đó. Sao? Nhưng anh Vũ hát rất rõ chữ. Ví dụ như là cái chữ hồi nãy tôi nói chữ dài đi ha. Đêm dài, yeah. Thì vẫn là chữ dài. Chứ không còn bạn hát ở phần ngoài không à. Đêm dài, ngày ấy lâu rồi. Cái này nó nằm ở phần ngoài không à. Hiểu ý của Tuyết. Cái chữ nó không có tròn vành rõ chữ. Đây là dạng âm thanh 2D và 3D đúng không? Bạn hiểu cái kia đó không? Âm thanh 2D nha. Ví dụ như là ngày ấy lâu rồi nó ra ngoài này không? Nhưng mà âm thanh 3D nó có cái hơi dưới bụng mà. Ngày ấy lâu rồi. Bây giờ mình quyết định là chữ gì không. Đi để tôi nói. Giám đốc âm nhạc có nói rằng là gần. Gần hả? Gần giọng. À gần đi, chữ gần. Đó ví dụ tuy rằng ảnh gần đi. Ngày ấy gì nhưng mà chữ vẫn là chữ ngày nha. Chứ nó không có ra cái chữ ngày ấy, nó không có nằm ở ngoài được không. Thì hôm nay bạn bị cái đó nhiều hơn những vòng trước, cho nên nghe không có giống anh Vũ nhiều như những vòng trước. Và bạn làm quá nhiều trong mỗi chữ, bạn phải để ý lại cái đó. Ví dụ có những ca sĩ á, hát á, bạn không nghe rõ cái lời, nhưng anh Vũ hát bạn vẫn nghe rất rõ cái lời. Mặc dù anh Vũ gằn nhiều ở trong mỗi cái câu, thì ngày hôm nay bạn bị cái vấn đề đó. Cái cách hát của bạn hình như là cái khẩu hình bạn nó bị cố tình gằn á, cho giống anh Vũ á, nên nó ém nhiều quá. Cho nên đó là lý do Thành không nghe mấy câu đầu, giống như Tuyết không nghe ra giống anh Vũ. Điều thứ hai, phải bỏ cái hồn của mình vào nhiều một tí. Vô tới vòng này rồi, rất cần cái điều đó. Chứ nó không giống như là mình đã hát karaoke. Khi vô tới đây là vòng trong rồi, nó phải có chiều sâu. Nhưng mà mình khen cái là bạn cũng có nghiên cứu anh Vũ, là bạn nhíu nhíu mày. Bạn có nhíu nhíu mày, bạn có đưa tay, bạn có này nọ. Cái đó là điểm cộng cho bạn. Có đau bụng nữa. À có đau bụng nữa. Nhiều khi là cái nhíu mày đó chỉ là buồn ngủ hay sao? Đang ca đứng lâu. Anh Vũ nay là ngày ấy đâu rồi. Anh hay nhíu nhíu cái mày như vậy. Phải cố gắng thêm nữa nha. À với một cái chi tiết này anh dặn riêng em với các thí sinh khác. Đối với cái tiết mục mà sôi nổi thì mình không sao hết. Nhưng mà đối với những tiết mục mà tiết tấu mà nó đang nhẹ nhàng và nó đang kể chuyện tự sự đó, thì mình đừng bị giật mình bởi tiếng la ré hoặc là vỗ tay lớn của khán giả. Bởi vì lúc nãy khán giả vỗ tay lên cho em, cái ánh mắt của em đang thả hồn, thì em bị giật mình em nhìn sang bên này. Thì tự nhiên lúc đó mình không còn trong cái câu chuyện đó nữa.
Giám khảo khó quá, giật mình cũng không cho. Soi kỹ dễ sợ luôn. Soi thiệt á. Không mà cái đó đúng mà. Mình biết là khán giả đang hò reo cho mình, nhưng mà lúc đó vẫn đang buồn thì vẫn phải buồn. Lúc đó đang sướng mà. Chứ gì nữa, đây nè. Ngày ấy lắm. Nói chung phải bình tĩnh đúng không? Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều với lời góp ý này. Và bây giờ sẽ là quyết định của ban giám khảo. Sẽ là viên kim cương màu xanh hay là màu đỏ dành cho Châu Văn Tuấn? Hồi nãy anh Hoàng Nhật Nam là cuối rồi, bây giờ anh đi đầu đi ạ. Anh nghĩ là sẽ... chờ. Sẽ chờ. Cảm ơn anh. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Chị nghĩ ra chị cũng muốn chờ. Cũng sẽ chờ luôn. Và cuối cùng giám khảo Trấn Thành. Nói gì nói chứ khích lệ bạn thôi, tại vì hai cái chờ thì kiểu gì bạn cũng phải chờ thôi. Dạ, một ra hố tay. Dù gì đi chăng nữa thì bạn cũng là một thí sinh rất là ấn tượng. Hãy chờ đợi xem sau 7 phần dự thi chúng ta có may mắn hay không nhé. Một lần nữa một ra hố tay cho Châu Văn Tuấn. Điều em không muốn nay cũng đã đến, vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay. Đau lòng quá đi, cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. Ngày xưa anh nói với bao người con gánh rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi, đó mà đến chính em lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây. Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau. Thật không muốn đâu em ơi, về tình đã hết anh sao đây, chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng anh chia tay tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn khi anh không yêu chọn lựa với ai khi anh đã chọn lựa rồi. Tình chia đôi chẳng ai là không số. Lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng đến chấp nhận. Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra câu chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sau. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây, chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng anh chia tay tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc mà làm gì vì với anh cũng buồn khi anh không yêu trọn vẹn với ai khi anh đã chọn lựa rồi. Tình đã hết trước sao gì anh cũng bước, thôi thì cứ sang ngàn đời ai nấy giữ. Em không trách anh thêm vì em cũng biết rằng anh đau lòng khi anh mất đi. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây, chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng anh chia tay tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc mà làm gì vì với anh cũng buồn khi anh không yêu trọn vẹn với ai khi anh đã chọn lựa rồi. Hay quá. Khi anh không yêu anh không thể nói anh đây rất yêu em. Hơ, 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 hơ. À!
Yeah. Và đó là Nhật Quân và Phương Nga. Trời ơi, Xù ơi. Dạ. Chết rồi. Chết rồi. Ưng Hoàng Phúc đã đúng tim Minh Tuyết. Yeah. Cái miệng cũng chấm chấm à, giống Ưng Hoàng Phúc nha. Sao chị? Chị mê anh Phúc tới cỡ nào rồi? Trẻo quá. Chị trẻo rồi. Minh Tuyết là đứng ngồi không yên, quéo cái giò lỡ đã nghe nó phê. Anh Hoàng Phúc anh có cái mấy cái đoạn mà ngân mà ngân uống nước lọc á, ực vô cái đoạn ực vô á, có mấy cái đoạn đó knock out đã lắm nha. Cứ mỗi lần mà đã chia tay uống nước lọc cái là phải vỗ tay, tại vì nó ngân giống quá. Cái ông này cũng đáng yêu quá. Cái body của anh đó là cái sự tổng hợp của body của Hoàng Việt Nam và Minh Tuyết cộng lại. Giày là mang giày style Hoàng Việt Nam nhưng à, yeah. Nói người ta cũng phải nhìn lại mình đó. Nhìn lại mình đó. Không, cũng chưa tới nỗi. Cũng được, cũng được. Trời ơi. Đừng hóp bụng nha. Đừng có hóp bụng nha. Đâu có hóp đâu, tại sáng giờ chưa ăn sáng. Dạ. Mà không dám ăn chứ không phải là chưa ăn sáng. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vậy nè. Là bạn á, mê cái chuyện mình làm. Cưng, cưng lắm. Yêu từng giây phút lên sân khấu, ông hát mà ông mê. Tôi nói thiệt, kiểu hát mà nói ông về Việt Nam, ông nói là thôi hát xong không đánh lương, kệ anh, lương là gì, em hát là vui rồi. Kiểu vậy đó. Bây giờ tôi thích mấy người vậy lắm. Đó là bạn Nhật Quân. Về hữu là bạn Phương Nga. Thì bài này bạn hát yếu hơn bài hồi nãy. Bạn có vài cái điểm accent giống hữu. Vô tình trời sinh cái bạn giọng bạn giống. Nhưng mà bạn là hiện nay đang hát và chưa nghiên cứu. Cho nên á, chỗ được chỗ không. Lương Minh Hữu, bạn phải hiểu là khi hát cái bài này là đang trong giai đoạn lúc là còn trong nhóm HAT là giai đoạn tuổi teen. Cho nên Lương Bích Hữu có một cái đặc trưng trong giọng hát, đó là cái giọng giống như em bé, mỏng nhẹ thanh và điệu phải có chút xíu điệu chứ. Thật không muốn đợi anh ơi, cái kiểu vậy đó, chứ nó không có trưởng thành như bây giờ. Thì bạn phải để ý mấy cái đó, chứ không thôi thì uổng lắm. Anh Nam thấy sao anh Nam? Về Hữu và Phúc ngày hôm nay. Về Nhật Quân là anh cũng có cái cảm nhận giống mọi người. Đó là rất là một cái cảm giác rất là thoải mái để mà tận hưởng cái tiết mục. Và thấy em, những cái biểu cảm của em trên sân khấu cũng như là em đắm chìm trong bài hát cùng với bạn diễn của mình, nó rất là hồn nhiên, đáng yêu. Và anh nghĩ là cái dòng chảy về cái tình yêu đối với thần tượng đó, nó đã có sẵn trong em rồi. Cho nên em không có phải cố gắng nhiều. Em rất là tự tin và tự nhiên nữa. Chính điều đó cộng với ngoại hình của em, rồi cái cách em diễn không thực sự chuyên nghiệp nhưng mà lại rất là cuốn hút và có cái gì đó chạm đến mọi người rất nhiều. Ở em có một cái điểm mạnh, đó là cái yếu tố gây cười. Ở đây gây cười không phải là do em làm dở. Thật sự ra cái gây đó. Cười là cái độ chân thành đấy anh. Đó. Em cười nhiều nhất là cái đúng độ rồi. Mà bạn ấy say mê với cái nhiệt tình ấy. Và chân thành để thể hiện đúng. Thần tượng của mình. Đúng. Mê hát hơn mê hủ mà. Đúng, và có nhiều cái biểu cảm phong phú lắm. Tức là xoay người qua bên này, qua bên kia, dằn vặt, đau khổ hay là hướng tới vật vã trong tình yêu. Có nhiều cái để xem trong cái cách diễn của em lắm. Thì em sẽ cố gắng phát huy cái điều này hơn nữa. Về Phương Nga hóa thân Lương Bích Hữu thì anh cũng đồng quan điểm, đó là em cần phải làm sao đó những tiết mục sau á, đơn cao mình thể hiện cái giọng cao mình nó có một cái độ sắc hơn và mỏng thanh nhẹ hơn thì sẽ ra hữu nhiều hơn. Anh cũng lưu ý Phương Nga là em có những cái đoạn mình nhún như Lương Bích Hữu cho những cái đoạn đầu, nhưng mà đã vào những cái đoạn mà cao trào trong tình yêu và dằn vặt hay là đau khổ, cái người đối tác của mình á, gọi là bạn diễn của mình đang diễn như vậy, thì mình không còn nhún theo âm nhạc nữa, mà lúc đó mình hãy theo cảm xúc nhiều hơn, mình đừng có phải nhún theo nhịp và cảm thấy mình từ đầu đến cuối mình cứ đều đều như vậy. Em cần phải có những cái điểm gọi là mình phân bổ những cái trạng thái khác nhau về mặt diễn xuất trên sân khấu thì nó sẽ làm cho tiết mục của mình thành công hơn. Dạ, cảm ơn anh Nam. Dạ. Còn chị Tuyết làm sao hả? Trong lúc mà anh Nam nói chuyện với Nga đó, thì Tuyết có nói chuyện với Thành về cái giọng của Lương Bích Hữu. Thành có nói là cái giọng của Lương Bích Hữu ấy nó nhỏ nhẹ chúm chím. Thực sự Thành nói là nó có nét giống giọng của chị. Lúc chị mới vào nghề đó thì chị cũng hát rất là chúm chím. Đó là mình
mình không mở khẩu hình quá rộng và nó hơi ém lại một tí. Ví dụ là anh ơi anh yêu em nè, xin nó ngắt như vậy đó. Thì khi mà em hát là anh nói anh yêu em, cái khẩu hình nó mở to ra thì nó lại không giống. Có nghĩa là em làm cho nó ngắn và gọn lại một chút xíu, và em đóng khẩu hình nhiều một tí xíu thì nó sẽ giống Bích Hữu hơn. Còn riêng về Ân Hoàng Phúc ấy, Nhật Quân á, cái điều mà em có là cái sự duyên dáng trên sân khấu. Và chị nghĩ bất cứ một nam ca sĩ hoặc nữ ca sĩ hoặc nghệ sĩ nào đó, khi được khán giả yêu thích và có tên tuổi, họ đều phải có cái sự duyên dáng riêng của họ trên sân khấu. Và nếu em đã có được cái sự duyên dáng của Ân Hoàng Phúc, đó là một cái lợi thế rất lớn của em. Điều thứ hai là em rất nghiên cứu về thần tượng của mình, là những cái động tác của em đều là những động tác em xem và em học từ Ân Hoàng Phúc. Cái câu đó Ân Hoàng Phúc đưa tay như thế nào, đưa lên rồi nhún người xuống như thế sao, em đều làm rất là giống. Đó là em có sự đầu tư trong tiết mục của mình, trong thần tượng của mình. Đó là sự thành công của em. Chúc mừng ngày hai em trong tiết mục vừa qua. Mà Hữu ơi, tiết mục sao diễn xíu cưng. Em hát em nhắm mắt hát không, không có tương tác gì trơn. Hữu dễ thương lắm cho xin cơ. Em nói em chia tay và anh nói cũng quên. Gì đó kiểu đủ tiên lên coi, hiểu không? Chị nói nè, mấy em đừng có run. Thật sự chị ở ngồi dưới đây, mỗi lần chị coi mấy em giả thần tượng á, chị thấy vui lắm. Thiệt luôn á. Chị ngồi chị cười hoài à. Tại vì chỉ có ai giả bà mới lo thôi. chỉ có Thanh Mộng, mỗi lần Thanh Mộng diễn á là cô Minh Tuyết ở dưới này là quắn quýu. Thiếu điều muốn núp sau ghế nha. Không, mọi tại người tại vì mắc cỡ. Nhưng mà thật sự nha, ai giả mình rất là vui. Cho nên á, mấy em phải phấn khởi lên. Bởi vì sao? Những thần tượng coi các em giả những người đó, họ coi họ cũng thấy vui nữa. Cho nên cứ thoải mái đi. Còn tiết mục cuối cùng nữa, một tràng pháo tay cho Phương Nga và Nhật Quân. Gửi cho em đêm lung linh và tia sóng đời biến lãng. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình cần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức sáng, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ngã bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao về xa chỉ trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em. Gửi cho em đêm lung linh và tia sóng đời biến lãng. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình cần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi ngày mai mưa qua đi, ngày mai lúc em thức sáng, nắng mai
anh sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ để xa nhau, dù cho bao đôi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Ta da 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 đi da 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 da. Chẳng bao giờ mình xa nhau. Và đó là Quốc Anh và Tuấn Anh. Xin được cảm ơn vũ đoàn sắc màu rất là nhiều. Dạ, mời anh Thành. Quang Vinh á, thì bạn được một cái là trời cho bạn cái voice đã giống anh Quang Vinh rồi, cho nên nó rất là thuận lợi cho bạn. Thế nhưng á, bạn không có follow cái cách hát của Vinh nhiều. Có nghĩa là bạn á, lúc nhớ lúc không. Lúc thì bạn hát giống là vì cái voice nó giống, nhưng hát hồi cái bị sung quá là ra bản thân bạn thôi, nó không còn Vinh nữa. Khi mà Quang Vinh hát ra sân khấu, nó rất là khoan thai, kiểu không có chuyện gì xảy ra đó. Thì yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho lúc nào cũng là hiền lành và nó ngắt chữ ra nhiều hơn một chút. Bạn thì lúc nhớ lúc quên, và khi mà ổng thăng hoa quá là ổng thành ổng, bị say mê theo, bị trình diễn chút xíu. Vinh không có trình diễn, Vinh rất là nhẹ nhàng, lúc nào ai làm gì làm, Vinh làm chuyện của Vinh thôi. Gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của Quang Vinh. Mà hôm nay em thấy Quang Vinh cũng còn nhảy vũ đạo nữa chứ. Vinh thì nhảy cũng nhẹ nhàng, rồi ai vũ đoàn làm gì làm, ổng làm chuyện của ổng, kiểu gì. Đó là cái mình nên nghiên cứu về thần tượng của mình tí. Khánh Phương á, lần này có vẻ bạn bị e ấp á. Lần trước Thành nói bạn bị over, tự nhiên lần này bạn không còn cái... Thành không muốn bạn như vậy. Có nghĩa là hãy là cái mà bạn cảm thấy mà mình làm tốt, chứ không phải là vì cái comment của Thành là bây giờ bạn bị gói lại, cái tự nhiên bạn hiền lành luôn. Nó không anh, vì cái khăn gói bạn lại thôi. Dạ, mở ra cho nó thoáng em. Ừ. Đúng, tháo cái khăn ra mà vẫn còn cái cần cổ nữa. Đã bắt đã hát chiếc khăn vô ấm còn quấn luôn băng cổ cho bởi... mà... Không, mà Khánh Phương bận vậy mà. Bạn nhái Khánh Phương, nhưng mà tôi hỏi bạn cái đặc trưng lớn nhất mà Khánh Phương sở hữu là gì, tôi đố bạn. Là năng động. Năng động thì không phải là Khánh Phương. Năng động là tôi nè. Năng động là tôi nè. Cái lãng tử à? Không. Bất cần. Nam tính. Nam tính. Yeah. Và bất cần. Bất cái cần. Chất của Khánh Phương rất là bất cần và nam tính. Đó. Khánh Phương là bước ra sân khấu. Ở bên kia bầu trời. Là cái tay là. Ở bên kia bầu trời. Là cái chân này. Ra cái chân này. Lo hát là cứ phải. Mau mau. Ở đây trên ta đây này. Ở bên kia bầu trời. Là lâu lâu là. Cái chân là cứ phải móc cái gì đó. Mà là nhúng cái là rất là hip hop. Chính xác, chính xác. Cái thái độ rất là hip hop. Biết về trời. Dạ, bài hát mới của anh Phương đó. Ý là mình nói vậy đó. Đàn ông đó. Cái tay là lúc nào cũng ở bên kia là giống như là ê muốn gì hả, muốn sao giờ muốn sao ê muốn gì hả? Kiểu vậy. Nó phải là cái dạng đó, chứ còn bạn hát chuyện, bạn hát giọng bạn nó không liên quan đến cái thái độ. Thái độ chuyện, giọng chuyện, hai cái nó đối chọi nhau, cho nên mình thấy nó không có là cái con người đó. Cảm ơn anh Thành. Thiệt sự các bạn nên quan sát cái cá tính luôn, để mà biết đâu được tự nhiên cách trình diễn nó ra luôn cái giọng hát thì sao. Hả? Em mà nhập được cái cá tính nó, tự nhiên giọng em thay đổi luôn. Tự nhiên giống luôn. Dạ. Không, mà phải công nhận là cái giọng Khánh Phương là một cái giọng rất lạ nha. Người đàn ông trong tình yêu kiểu là em yêu tôi không? Em yêu tôi không? Cái kiểu đó. Thì hát cũng phải như vậy. Không, nhưng mà cái ý tôi đang nói về cái chất giọng á. Cái chất giọng Khánh Phương lạ ở cái chỗ là, ví dụ như là có Tuấn Hưng đi. Tuấn Hưng nó có lúc trong lúc khàn nha. Còn cái giọng Khánh Phương là nó khàn đều hết. Khàn hầu như là chữ nào nó cũng khàn á. Mà ngắt, ngắt liên tục. Ở bên kia bầu trời. Trời. Hát giống như là thầy trời. Không, ý Tuyết đang muốn nói là Tuyết khen bạn khi mà bạn bắt chước được một cái giọng rất lạ như vậy. Khó lắm ấy. Đó không phải là một điều dễ. Cho nên bạn phải tự tin học thêm cái phong cách như Thành nói nữa. Anh Hoàng Nhật Nam mà còn đâu làm được. À, dù anh Nam nhái giọng anh Khánh Phương thử. Làm sao nhái được. Nhưng mà điều... Khó. Em yêu tôi không? Em yêu tôi không?
Em yêu tôi không? Tuyết, em yêu tôi không? Em yêu tôi không? Say you, say me. Hả? Trời, thấy ghê. Trời ơi. Vậy nói vậy bây giờ cái này đâu phải Khánh Phương. Không có cái giống này là 10 năm tình cũ Elvis Phương. Anh Thành hỏi chi tiết ra, anh Thành hỏi giống cái kiểu hồi nãy. Thôi cảm ơn Khánh Phương, thì anh Nam làm lại cho nó khác biệt. Không, Khánh Phương thì đó. Phương. Vậy Tuyết chọn Khánh Phương hay là chọn Elvis Phương? Không chọn ai nữa. Mời anh Nam ạ. Quốc Anh thì anh khen về cái bản lĩnh sân khấu của em á. Có nghĩa là trên sân khấu em di chuyển và em nắm bắt mọi thứ rất là tự nhiên, tự tin. Tuy nhiên thì em cũng phải tiết chế, bởi vì là cái sôi nổi của trong em đúng là nó nhiều quá. Chắc chắn bình thường em là một người cũng rất là hóm hỉnh, rất là tươi vui, chứ không phải là một cái người mà thâm trầm hoặc là một cái người nhẹ nhàng hoặc là hoàng tử sơn ca như Quang Vinh. Cho nên là đôi khi mình đang hóa thân, mình phải cân bằng, mình làm nó hiệu quả hơn. Thì đó là về phần của Quốc Anh. Còn về Tuấn Anh thì em ít dạn dĩ hơn. Và nếu như khi mà làm việc với biên đạo, mà biên đạo dàn dựng cho mình một cái tiết mục mà em cảm thấy là mình không thể nào mình tập được cái vũ đạo để mà có thể tương xứng với bạn, thì em có quyền nói lên cái quan điểm của mình để mình từ chối. Nếu em có tiến vào sâu hơn thì em lưu ý cái điều này. Và như anh Thành lúc nãy có nêu đó là có một số cái động tác nhảy gì đó thì em có thể tìm hiểu, nhưng cái đó nó cũng thuộc về năng khiếu nữa. Nếu như em không có năng khiếu về vũ đạo thì mình sẽ tìm những cái điều khác. Nhưng mà nếu như em có thể tập được thì là một cái điểm cộng lớn hơn. Đó thì mình phải cân nhắc và mình phải là cái người chiến lược và biết mình khả năng của mình đến đâu để mình làm. Em xem các cái mùa trước đó, có nhiều người ở những vòng đầu thì rất là kém dạn dĩ và rất là rụt rè, nhưng mà những vòng sau về tự tập trước gương rồi tập với bạn bè hoặc là với biên đạo thì đã có một cái cuộc lột xác rất là kinh khủng. Nói đâu xa như là Trịnh Vĩnh Phúc hóa thân thành Ưng Hoàng Phúc năm trước. Tôi cầu mong ngày mai bình minh từ đây rồi sẽ có em. Và anh cũng mong là em cũng có cái sự cố gắng như vậy. Riêng Quốc Anh thì chị muốn nhấn mạnh lần nữa để cho em hiểu rõ ý của anh Nam với anh Thành. Có nghĩa rằng là đúng, Quang Vinh trên sân khấu lúc nào cũng nở nụ cười rất là tươi, rất là thân thiện, nhưng mà điềm tĩnh. Còn em hơi bị năng động một chút xíu. Có nghĩa là em vẫn vui vẻ, vẫn diễn, vẫn lúc nào cũng cười, nhưng mà nó điềm tĩnh hơn một chút xíu. Em phải hiểu nha, nó liên quan đến cái con người của cái người ca sĩ đó. Khi em hóa thân thành thần tượng, em phải hiểu luôn cái con người đó, người ta là cái tuýp người nào thì mình hóa thân mới giống được. Quang Vinh là người ở ngoài ít nói, sống nội tâm. Như vậy có nghĩa là khi mà ảnh lên sân khấu, cái nụ cười của ảnh á là nụ cười của một cái người nội tâm. Vậy là Quang Vinh cũng giống anh nè. Có giống không? Thôi bỏ đi. Không ai trả lời, anh hiểu rồi hả? Dạ, dạ Vinh. Quang Vinh là nội tâm, còn ảnh là có cái tâm của ông nội. Cái tâm của ông nội. Nó hơi dạ, nó khác, nó già hơn chút xíu. Cái người năng lượng ra nhìn khán giả cười là yeah 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 yeah, còn Quang Vinh là cười là cái kiểu vậy, hiểu không? Mình phải tiết chế cái đó, tại vì cái đó nó là cái đặc thù, mình không làm được thì nó phí lắm. Đúng, nó giống như cái câu là Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu người, trong héo ngoài tươi. Bởi vì là Quang Vinh có những cái nỗi buồn rất là sâu từ hồi gọi là thuở thiếu thời, và đã theo cái bước chân anh suốt một cái chặng đường nghệ thuật và mãi đến bây giờ nữa. Cho nên là anh cũng nghĩ rằng là em hãy đặt mình vào cái tâm trạng đó để mà cái tiết mục đơn ca tiếp theo á, nếu như đó là một cái bài buồn thì Quang Vinh sẽ thể hiện những cái nỗi buồn từ thuở thiếu thời của mình ở trong đó như vậy đó. Em thấy không? Anh nghĩ vậy. Nhiều người ta đơn... giám khảo mà người ta còn nghiên cứu gia cảnh của nghệ sĩ, mà em là thí sinh em không nghiên cứu. Nhiều khi á, cái miệng cười nhưng con mắt nó không có cười được. Em hiểu như vậy là khi em hát một cái bài nào đó của Vinh về nhạc buồn thì em sẽ làm được. Ok. Dạ, cảm ơn lớp học thiền vừa qua. Vâng, một trái hỏi tay cho hai bạn. Dạ, hay quá.
hương đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh. Nhớ nhau khi bình minh gọi tay nhau tan cảnh, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thăm thoát thôi đưa tuổi thơ áo còn đâu ơi. Mỗi người một phương xa xôi càng thèm nhớ, nhớ thương thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nay đi hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, đêm mưa hay mùa ngầu, lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rời. Cho Văn Sĩ. Dạ xin được chúc mừng anh. Xin mời tất cả các diễn viên ra sân khấu được không ạ?
Rồi, một tràng hô tay cho các diễn viên của chúng ta. Cảm ơn vũ đoàn sắc màu rất là nhiều, đặc biệt là diễn viên nhí Thanh Tú và Triệu Vĩ. Cảm ơn hai con đã hỗ trợ cho chú văn sĩ ngày hôm nay nha. Một tràng hô tay nữa cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, vô. Anh quay qua anh nói với em anh Thành, đừng hỏi gì anh nhiều trơn á, anh biết nói gì trơn rung lắm. Nhưng mà hôm nay nè, với cái không gian này nè, mọi người đã cho anh một cảm xúc gì đến với cái bài hát này nè? Bài hát này thì nhớ lại cái kỷ niệm mà xưa sĩ đi học. Dạ, rất là tuổi thơ luôn. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết. Sư lấy một cái cho cô Minh Tuyết đi, hai mươi mấy năm rồi cổ mới nhìn thấy lại cái quả này đó. Vâng. Và quả này là biên đạo Khoa Nguyễn cùng vũ đoàn Sắc Màu đã kỳ công đi nhặt. Wow. Để tạo nên những mảng ký ức rất là thân quen với chúng ta. Hai mươi mấy năm rồi mới thấy lại cái này. Hồi nhỏ Tuyết có chơi này không? Thả lên nó quay như cái nó bông xoay á. Sao con tôi quay yếu à? Đấy con của anh quay đẹp. Đó à. Con của em chắc nó không đủ dầu hay sao? Nó không đủ dầu hay sao? Bây giờ tôi đang hỏi ai là người đã dàn dựng ra cái tiết mục này? Tôi đang quan ngại. Tôi coi nửa bài đầu tôi hết hồn. Bây giờ em chờ anh Hoài Nhật Nam confirm cho em cái thông tin cuối cùng. Thì đó. Là cái câu chuyện như thế nào? Xin mời anh. Nói cho hay nha, chứ không là chúng tôi nhảy vô ập vô đạo diễn. Chứ là chúng tôi chỉ chờ cái nhà này liền. Chúng tôi chỉ chờ cơ hội để dập đạo diễn thôi. Tôi lo quá. Anh phải lo. Chứ bây giờ anh dựng cái hoàn cảnh gây tranh cãi từ giám khảo đến thí sinh. Người ta nói mà, đôi khi có một cái câu chuyện, một cái bức tranh đi, mỗi người xem tác phẩm nghệ thuật đó sẽ hiểu theo một cái hướng khác nhau. Đó gọi là cái cảm thụ riêng của mỗi người. Thật ra là cái này á, là mình bê nguyên si trong một cái hoạt cảnh của MV của anh Trường Vũ luôn. Cũng là những anh bạn lớn lên từ nhỏ chơi với nhau, gọi là thời thanh mai trúc mã đó. Trong quá trình đó bắt đầu là gặp gỡ một cái cô gái, nói chung là bạn chung của hai người. Và dĩ nhiên là hai chàng trai này thì đều thương thầm cô gái hết. Đó, và một trong hai người con trai đã đến với cái người con gái này. Thì người còn lại dĩ nhiên là buồn vì cái điều đó thôi. Nó buồn gì vì cái gì? Buồn gì là thằng kia cua con bé nó yêu. Cái vấn đề là nằm ở chỗ đó. Em nghĩ là anh đậu rồi đó. Anh thi, anh hát xong mà không ai bàn tới giọng ca của anh, mà bàn tới câu chuyện mà trên sân khấu nó diễn ra thôi. Thôi bây giờ mình tập trung vào thí sinh được không? Tôi tức quá, một lát là tôi điện ông Trường Vũ. Dạ vâng. Với cái sự ấn tượng trong hoạt cảnh ngày hôm nay, còn giọng ca của anh ấy như thế nào? Xin mời giám khảo Trấn Thành. Giọng ca của anh ấy thì đâu có gì để bàn nữa. Không muốn nói nữa. Hay như vậy rồi còn cái gì để nói nữa. Hoàn hảo. Giám khảo Minh Tuyết ạ. Giọng ca của anh thì vẫn giữ phong độ ngay từ ngày đầu cho tới bây giờ. Vẫn rất là hay. Nhưng mà em nghĩ chắc là cái bài hát này anh Vũ mới hát sau này phải không? Thì em thấy anh nức nở nhiều hơn một tí. Em có một góp ý nhỏ với anh thôi. Tuy rằng anh kể về cái câu chuyện đó, anh là người kể chuyện, nhưng đôi lúc mình cũng nên nhìn về cái hướng của cái người diễn cái tiết mục đó cho mình, để người ta cảm thấy có một sự liên kết nhẹ nhẹ trong tuyệt. Đó riêng trường hợp này thôi. Không à, cho phép tôi được bảo vệ cho thí sinh không thể nhìn được. Tại bởi sao? Vì nhìn là sẽ rất dễ bị quyến rũ vào câu chuyện của hai cái thằng đó. Vì mặt dàn dựng sân khấu á, là cái phía sau đang là những cái lắc cắt về thời gian á, giống y như là đang kể lại một cái phim. Đúng phía rồi. Sau những cái cảm giác á, lâu lâu ví dụ như là mình xây cái hướng người của mình nhìn vào cái đó, giống như mình là đây là câu chuyện tôi đang kể và đây là cái thước phim tôi đang kể. Lâu lâu mình có một chút xíu sự liên kết đó thì người ta sẽ cảm nhận rằng anh đang kể câu chuyện đó. Thì cái đó là cái cảm giác riêng của em. Em cảm nhận cái điều đó. Thế thôi. Dạ, đó là sự kết nối thôi anh ạ. Không sao cả. Đúng, đó là về giọng ca thì rất là tuyệt vời rồi. Giám khảo Hoa Nhật Nam, xin mời anh. Thật ra là anh Văn Sĩ với là anh Trường Vũ thì cũng không diễn nhiều trên sân khấu. Chỉ có là đi lui đi tới một chút. Và anh Văn Sĩ cũng có diễn với căn nhà tranh rồi. Giống như là cái nơi đây, một cái nơi đã từng ghi dấu những cái kỷ niệm của một cái chuyện tuổi thơ như vậy. Riêng Hoàng Nhật Nam thì có một cái nhận xét, đó là anh Văn Sĩ có được cái sự ủng hộ của bà xã anh đó. Cho nên là thấy thực sự anh luôn luôn tự tin. Kể từ vòng đầu cho đến bây giờ là đêm bán kết thì cũng như vậy. Đúng. Đó là một cái hậu phương vô cùng vững chắc. Và tôi thấy là ngày càng anh nhuận sắc nữa. Tôi thấy là những người đàn ông mà được vợ ủng hộ và gọi là hậu phương vững chắc là nhuận sắc, nhìn tôi và Trấn Thành là đủ hiểu. Dạ không. Hôm nay, riêng ngày hôm nay, tôi thấy tại sao quý vị thấy anh Hoàng Nhật Nam anh là cái tư tưởng táo bạo, suy nghĩ ra những cái hoạt cảnh như vậy, là bởi vì ngày hôm nay anh ấy được vợ mình hậu thuẫn. Hay quá.
vợ anh ấy ủng hộ, nhìn chồng mình nụ cười đầy ngưỡng mộ. Y anh ấy thật thông minh và đáng yêu. Chương trình gia đình và hạnh phúc bắt đầu. Dễ sợ thiệt. Tôi cứ hỏi là bữa nay vợ anh có mua thêm gì cho anh không? Quần áo gì không anh? Dạ hôm nay thì trong cái MV của anh Trần Vũ thì em không thấy gì hết nên vợ em không có mua. À dạ dạ. Lần sau anh cũng nên để ý là mình làm cái MV nào có đồ mới để bà sắm luôn ha. Thôi chốt lại anh Văn Sĩ là với cái sự hậu thuẫn của người vợ thân yêu của anh Văn Sĩ đã đem lại một cái hiệu quả sân khấu và trình diễn rất tuyệt vời. Như tối ngày hôm nay, mọi thứ đều rất là chuẩn chỉnh. Hy vọng là anh vẫn giữ vững cái phong độ đó. Chúc mừng anh. À, xin được chúc mừng anh nha. Hôm nay anh phải thật sự là hạnh phúc đó, bởi vì ban giám khảo rất yêu thích tiết mục này của mình. À, bên cạnh cái việc là chúng tôi cũng vẫn còn hoang mang về câu chuyện trong cái hoàn cảnh này thôi. Dạ, một lần nữa chúc mừng anh Văn Sĩ. Đàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tàn rơi đàn khóc ai hoài. Cho heo hòn lòng tôi đàn nhớ nhung người. Như xa hoa tàn phai đàn cố nuôi lời. Trời giấc mơ còn lời ôi. Nghe tiếng đàn reo mà thương người. Nghe tiếng cười reo xót xa đời. Nhớ nhung đau thương mà thôi. Người phụ nữ người xưa mến thương ngồi. Nhớ tới hương môi kim kim cười qua đời. Nhớ tới đôi môi hương tươi. Nhớ tới xa xôi nay đã xa rồi. Người phụ nữ ngồi bên cốc lên men. Bát ngát hương đêm cho anh say mềm. Nhịp nhàng réo trên sân êm. Rộn ràng nghe bao lời điên của khách giang hồ say triền miên. Ta kỳ cho tan vỡ trái tim này. Cho người ăn chơi nhíu đôi lông mày. Ta kỳ cho xanh ngát kiếp liêu đầy. Cho người phụ nữ khóc tâm thần gầy. Chưa nói yêu nhau mà lòng đã đau. Chưa biết mê say mà tình đã bay. Chưa uống môi em mà hồn đã quên. Đã qua một đêm. Người phụ nữ người xưa miên thương ngồi. Nhớ tới hương đêm kinh đô chưa qua đời. Nhớ tới đôi môi hương tươi. Nhớ tới xa xôi nay đã xa rồi. Người phụ nữ ngồi bên cốc lên men. Bát ngát hương đêm cho anh say mềm. Nhịp nhàng réo trên sân êm. Rộn ràng nghe bao lời điên của khách giang hồ say triền miên. Ta kỳ cho tan vỡ trái tim này. Cho người ăn chơi nhíu đôi lông mày. Ta kỳ cho xanh ngát kiếp liêu đầy. Cho người phụ nữ góc tâm thân gầy. Chưa nói yêu nhau mà lòng đã đau. Chưa biết mê say mà tình đã bay. Chưa uống môi em mà hồn đã quên. Đã qua một đêm. Đàn đã khơi rồi. Cho tiêu tàn khơi đàn đã quên lời. Cho giấc mơ còn lời đàn có ngôn lời. Cho giấc mơ còn lời đàn cố nuôi lời. Cho giấc mơ còn lời ôi. Nghe tiếng đàn reo mà thương người. Nghe tiếng cười reo xót xa đời. Nhớ nhung đau thương mà thôi.
Một cái hót tay thật lớn cho cô Minh Tâm. Xin được chúc mừng cô, xin được cảm ơn vũ đoàn Sắc Màu rất là nhiều đã hỗ trợ cho cô. Xin được mời giám khảo Trấn Thành ạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam và ban ekip biên tập. Yêu cầu gì có đó, thấy không? Tuần trước yêu cầu phụ nữ thân gầy là tuần này có ngay. Cầu được ước thấy. Cầu được ước thấy, thấy không? Chương trình như bà tiên ban phép lạ. Chỉ cần nước mắt nhỏ xuống là vì sao con khóc. Phải nói là như thế này. Hay, tiết mục hay. Nhưng mà cô nhớ cô để ý cái nhịp. Có những nhịp cô đừng nên kéo dài cái chữ đó ra. Tại vì kéo dài cái chữ đó ra thì sẽ không là Khánh Ly. Cái đó là tại vì con nghe kỹ nên con thấy vậy. Nó không đáng kể. Thật sự là không đáng kể. Bởi vì cô làm cái bài này ít ra là nó đẹp. Nhưng mà nó khổ cái này nè. Cái bài này cái quãng nó rộng quá. Cho nên những cái đoạn đầu á, cái giọng cô nó không có đanh được như cô đã từng hát. Cái quãng thấp á, cô không thuận lợi lắm. Cho nên khi lên chỗ cao sáng thì cô hát rõ hơn. Chắc là lần sau không nên lựa những bài mà quãng nó rộng như vậy. Là ai lựa? Không thì đó. Nhưng mà nói như vậy không đồng nghĩa là nó không hay. Vẫn hay. Nhưng mà dĩ nhiên so với phong độ mà cô đã từng hay ở những vòng trước thì cái này nó hơi tuột lại chút xíu. Con thấy là cô Kim Lan cũng tuột lại chút xíu. Cô cũng tuột lại chút xíu. Cũng què. Cô biết tại sao không cô? Tại vì vòng này á, hai bài của cô Kim Lan và cô đều do Trấn Thành chọn. Trời ơi. Với có khi nào mà Trấn Thành đang đi tango dưới này thì làm cô phân tâm không cô? Đàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tàn rồi đàn khóc ai hoài, cho heo hòn lòng tôi đã. Lúc nãy thấy là cũng có đi tango dưới này lướt lướt chút xíu. Sao thấy cô trật nhịp á, Trấn Thành ngưng tango bây giờ ngồi ngộ quá. Em nghi quá, anh mỗi lần thí sinh diễn là anh phải bó người lại anh Thành à. Cái chương trình gì mà cứ thí sinh ca trật cái đổ thừa tôi múa. Không nói chứ cô gọi là sao nhầm, cô hiên ngang hơn tí, hát với tầm thế hiên ngang hơn tí. Cô có coi video, cô coi video bài này không? Cô Khánh Ly là đàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tàn rời đàn cố nuôi lời, là mặt lạnh như tiền mà đầy kiêu hãnh bước đi. Còn cô vẫn còn hiền quá, cô còn thanh, hiền. Nhưng mà ý là giảm bớt một chút ác lại không? Chứ lúc nãy em vừa diễn tả nó hơi ác quá. Không thưa anh, em là Khánh Thành. Em không phải là Khánh Ly. Cho nên em có một tí ác của Trấn Thành ở bên trong đó. Anh hiểu không? Yêu cầu mà hiền là không hề có. Dạ. Hồi nãy cô thêm một chút xíu kiêu hãnh nữa là tuyệt vời. Với cô Minh Tâm thì mỗi lần cô bước lên sân khấu là con luôn dưới này là thót tim. Bởi vì cô hay quên lời lắm. Các buổi tập cô luôn quên lời và cứ phải hay tập đi tập lại. Và đến lúc không còn thời gian nữa thì con hay nói rằng thôi phải dành sân khấu cho thí sinh khác và các cô hãy vào bên trong tập, rồi lát nữa sẽ ra trình diễn lại. Đó cho nên là cái nỗi lo đó mỗi lần cô lên là dưới này cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Nhưng mà đúng là vừa tổ đãi nhưng mà cũng vừa các cô tự gọi là cố gắng rất là nhiều để mình thuộc nhớ những cái bài trong thời gian cũng ngắn nữa. Thì đó là những cái sự nỗ lực cũng rất là đáng ghi nhận của cô Kim Lan hay là cô Minh Tâm. Con thích cô Minh Tâm bởi cái giọng của cô rất là đẹp và rất Khánh Ly luôn. Và nghe những tiết mục trước hoặc là ngày hôm nay, nhắm mắt lại thì mình tưởng tượng giống như mình đang nghe đĩa. Những cái điều đó là cái điều mà rất là đáng quý đối với chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Và rất mong là cô sẽ có mặt trong đêm chung kết và sẽ cống hiến một cái tiết mục gì đó thật là đặc biệt. Và đặc biệt là phải nhớ lời, nhớ nhịp để mà có một cái tiết mục thực sự đong đầy cảm xúc. Bởi vì khi mà mình đã thuộc á cô thì mình sẽ mới có thể là trọn vẹn, cống hiến trọn vẹn cho bài hát đó. Còn mình cứ lo là không biết là mình có nhớ hay không, rồi đoạn nào vào hay như nào đó thì nó cũng khá là phân tâm. Và con hứa thì tối ngày hôm đó thì tụi con cũng sẽ hòa điệu theo dưới này một cách rất là nhẹ nhàng, nhu mì thôi, không ảnh hưởng đến hai cô nha. Xin cảm ơn các bạn. Dạ vâng, xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam đã rút rất là nhiều dao ra để chia sẻ trong cái tiết mục này. Không, cái này chỉ là vâng, rút kinh nghiệm thôi. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết. Con thì con thấy cô rất là tuyệt vời ở cái chỗ là như nè. Tango á, nếu mà người không giỏi nhịp, không chắc nhịp á, sẽ dễ bị rớt lắm. Sẽ bị trật ra. Cô thứ nhất là cô cũng không phải là đi hát chuyên nghiệp nhiều nè. Rồi cô lại lớn tuổi nữa. Nhưng mà cô hát khuôn khổ nó vẫn rất vô đúng, rất là đúng. Điều đó là cái điều mà phải rất là đáng khen luôn, dành tặng cho cô. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là con rất là thích. Con vừa thích mà con vừa phải học hỏi. Cái chỗ là khi cô hát nhạc tango, tuy rằng cái beat nhạc nó rất là chắc, nhiều người có cảm giác là khi mà mình hát cái nhạc nó giật, nó mạnh quá thì mình phải hát như là đi hành quân vậy đó. Nhưng mà
trong cái cách hát của cô vẫn diễn tả dàn trải ở những cái chỗ mà cần có cái sự tình cảm trong đó, vẫn giữ chắc cái nhịp tango, và cái điều đó là cái điều con rất là thán phục và mến phục ở cô trong cái bài hát vừa qua. Nhưng con thì con có một cái góp ý thế này, nếu cô vào vòng chung kết, nói thật sự con vẫn muốn cô hát một bài nhạc chậm hơn là một bài nhạc nhanh. Tại vì một bài nhạc chậm thì cô có thể biểu diễn được nhiều, có thể phô bày được nhiều thứ hơn, bay nhảy trong cái giọng hát của cô để hóa thành cô Khánh Ly nhiều hơn, có nhiều cái đất để cho cô làm hơn. Thì đó là cái sự góp ý của con. Tôi đề nghị nếu lỡ mà đã nói như vậy rồi, lần sau mà con gặp lại cô, con mong muốn thôi là trên sân khấu chỉ có đàn guitar thùng hoặc percussion, cô và cả cô Kim Lan. Chỉ Khánh Ly và guitar thì nó mới ra được Trịnh Công Sơn. Đấy, cái đó hay, cái này thì tôi chấp nhận với ông. Gọi là nữ chỉ hoàng Khánh Ly và guitar thôi thì Trịnh Công Sơn cái sẽ được đấy. Trịnh Công Sơn nhất, đúng không ạ? Thật mộc mạc, thật tâm sự. Cô chia sẻ một chút, thực sự là cô chưa hát nhạc beat bao giờ. Cô có thể lên sân khấu cô hát, nhưng mà cô hát thử tưởng được hát guitar. Sở trường luôn, đúng con sở trường. Trả lại cô ở nơi cô thuộc về thế thôi. Trả lại cho em khung trời đại học. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất. Anh ở đâu em ở
Chúc mừng Bình Nguyên, đã còn xúc động quá phải không? Rồi xuống đây nè. Thế không biết cảm xúc của bạn như thế nào mà lại có những giọt nước mắt rưng rưng ở đoạn cuối như thế này nha? Thực sự rằng là qua cái ca khúc này, nhờ sự truyền tải của cố danh ca Thái Thanh mà đã chạm đến trái tim của em qua những cái biến cố trong cuộc sống và những cái sóng gió trong cuộc đời. Nó làm chạm đến trái tim của em. Vâng. Yeah. Đôi khi một tác phẩm nào đó cũng sẽ có cái ký ức riêng của bản thân mình đúng không? Và ngày hôm nay bạn đã lựa chọn cho đêm thi bán kết. Giám khảo Trấn Thành xin được mời anh chia sẻ cảm xúc riêng của mình trước ạ. Cô Thái Thanh khi thu âm bài này không hát như vậy. Đó là Thái Thanh lúc trẻ, không chia nhịp kiểu này luôn. Tôi thì tôi chưa được nghe version này live của cô ở những thời gian khi cô đã lớn tuổi rồi. Cách em xử lý nó hơi nhựa một tí. Có nghĩa là em gãy gọn hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ hay. Vẫn có cách nhả chữ, vẫn có những cách phát âm, thậm chí vẫn có một số cách lấy nhịp là của cô. Cô hát cô cũng hay lơi, cô bỏ nhịp đầu để cô đuổi theo cái đoạn sau. Đôi khi nó gọn lại một chút, có đoạn nó được bẻ cong để rồi dứt khoát. Bẻ cong để rồi dứt khoát thì nó hay hơn là cả một đoạn mình cứ uốn lượn như thế này. Anh không nghĩ là cô sẽ hát theo kiểu đó. Đây là một tác phẩm khó, rất khó để thể hiện. Nó ác cho bạn này chỗ gì nè, tại vì bạn là nam giả nữ thì bạn hát mấy bài kia, cái quãng nó không có lên xuống liên tục thì ít ra nó đỡ cho bạn. Nó nằm ở cái quãng trên, bạn giả thanh hết thì nó dễ hát. Nó làm cho nó, cái bài nó không quá mượt. Nhưng mà hát được như bạn này nha, đã là một cái gì đó đáng nể rồi, thật sự. Nam mà hát được như vậy là quá giỏi. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Minh Tuyết ạ, xin mời chị. Nếu mà mình nói là một chương trình thi ca nhạc thì mình nghĩ là bạn hát rất là tốt, rất là hay, rất là chuẩn. Nhưng mà đây là một cái chương trình là thi ca sĩ thần tượng. Có nghĩa là mình cần cái sự giống của thần tượng của mình càng nhiều càng tốt. Trong những cái bài hát trước là những cái bài hát nó kỹ thuật và phô trương giọng hát rất là nhiều. Nó không bị thể hiện cái tình cảm nhiều trong cái lời ca tiếng hát. Cho nên mình có thể nhấn nhá ở những cái signature của cô. Nhưng mà cái bài hát này là một cái bài hát tình ca, nó rất là tình cảm. Khi Tuyết nghe cô Thái Thanh hát trong băng đĩa đó, thì Tuyết thấy cô hát rất nhẹ nhàng, rất là đơn giản, không uyển mị, nhưng mà cô hát tự sự rất nhiều. Cô không rung trong câu chữ rất nhiều, cô chỉ rung cái đuôi thôi. Tuy rằng là cô không hát đều nhịp, có chữ kéo, có chữ không, nhưng nó không có phải uyển mị quá trong từng mỗi câu chữ, hoặc là cái nức nở nhiều quá. Cô không có cái đó trong bài hát này. Khi mà mình đặt cái nghĩa, cái từ của nó trong đầu của mình ấy, mình hát như nói, mình hát như cái nghĩa của nó, thì tự động mình sẽ xử lý theo đúng. Hồi thì dài, hồi thì ngắn, hồi thì trầm, hồi thì bổng. Tôi nghĩ là bạn dư sức làm cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi đôi lúc mình quên nó đi. Mình cứ lo tập trung vào những cái đặc trưng của cô mà mình quên đi, cái hồn của nó vẫn là cái chính. Xin được mời giám khảo Hòa Nhật Nam, ý kiến của anh ạ. Đó là sự phân tích về mặt kỹ thuật hát. Còn đối với riêng anh thì anh cảm nhận hồn của cô Thái Thanh ở đâu trong tiết mục này. Dĩ nhiên là bỏ qua cái thử thách đối với Bình Nguyên, vì cả nhân dáng em là một người con trai mà hóa thân thành một phụ nữ luống tuổi nữa, nó có muôn vàn những trở ngại. Và khuôn mặt của em là một khuôn mặt chữ điền nữa, cho nên thực sự là cũng khó khăn về mặt hóa trang. Nhưng dưới cái làn đèn ngược đó, và em nghiêng cái máy đầu và vẫn diễn từ cái intro cho đến cái giang tấu. Trong cái đoạn giang tấu anh rất thích là em di chuyển nhẹ nhàng trên cái đôi giày cao gót đó mà không có cảm giác là em đang bước đi. Có cảm giác giống như cái bục đó nó đang xoay nhẹ, em đang xoay quay cuồng trong những cái nỗi đau của mình á. Thì thật sự là anh rất là thích em trong những cái gọi là miên man về mặt cảm xúc của những cái trạng thái diễn của em á, để em có thể mềm mại hơn. Dĩ nhiên là mình không thể nào mềm mại 100% được, nhưng mà em đang mềm mại dưới góc độ tâm hồn và những cái cố gắng nhất có thể của em về mặt hình thể. Điều đó anh rất rất là ghi nhận ở Bình Nguyên luôn. Cái bài hát này là được nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác trong một cái hoàn cảnh thực sự là ông cũng có một cái nỗi đau buồn để mà sáng tác nên cái ca khúc này. Cho nên là anh nghĩ những giọt nước mắt của Đình Nguyên ở cuối, rồi những cái nức nở đó, nó vẫn có cái nỗi đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, anh trai của ca sĩ Thái Thanh, vẫn có trong cái dòng chảy đó. Anh cũng chưa được xem một cái bản live nào của cô Thái Thanh hát cái bài này hết, thì không biết là thực sự nó sẽ như thế nào, cho nên là có đúng là muôn vàn trở ngại. Bây giờ vậy đi, bây giờ em thử lại một cái này liền nghe, tức đoạn ngắn thôi, em hát đơn giản là gì mà anh coi. Cùng với tinh thần của cô, em hát đơn giản là thử, nhẹ nhàng nhất có thể, duy như nói chuyện cho anh. Đừng ủy mị, đừng cố gắng tỏ ra ủy mị. Đặt cái hồn mình vào là được rồi Nguyên.
tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nói đây nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kia nào em ơi. Cảm nhận nó khác không? Nó khác hoàn toàn. Vẫn là Thái Thanh nhưng nó ra Thái Thanh hơn. Lần đầu tiên lúc nãy lên, trước khi lên em có gặp một số vấn đề tâm lý một chút, cho nên là chắc vì thế là làm nó hơi quá. Em biết không, thật sự ra không phải là em, mà là ai cũng vậy. Thường thí sinh họ sẽ mang tâm lý hát bài buồn. Hôm nay tôi hát bài buồn nha, tôi sẽ rất nhập tâm để tôi hát bài buồn nha. Nhưng mà thật sự ra khi một danh ca hát bài buồn, họ không có buồn theo cái kiểu đó. Nguyên bài hát có vẻ không buồn. Tới đúng một cái đoạn nào đó cần buồn nhất là xoáy đúng một chỗ đó, tự nhiên nguyên bài trở nên buồn. Chứ cái bài buồn không phải là cái bài buồn từ đầu tới đuôi. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo. Nhập chén đắng ngọt tình này, mà lòng người nào có hay. Dẫu biết yêu đương là trò đùa, mà lòng vẫn mê say. Đáng cũng quên đi người, ánh sáng khiến đậm nào nhạt nhòa vàng sau khuất màn sương. Tàn đêm còn yêu hơn mê ăn sâu. Mất em rồi, từ nay em hơi lạc mất em rồi, lạc cả một đời anh. Một đời anh mãi đi tìm, một đời ước kiến nỗi niềm, một đời anh vui sâu trong thương nhớ. Đường vắng anh về, người anh có biết. Quanh chén rượu đầy, mình anh uống để say. Say tình hay soi sát mình, để làm một kẻ đau tình. Thì em ơi, đừng để ta lạc mất một trái tim. Một trái tim vẫn còn chờ, một trái tim giờ anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng. Anh giận mình tại sao không nói trước,
Để bây giờ mình đánh với cô đơn đêm ngày mong nhớ. Người đến đây xin một lần, người đến đây dù trong giây phút cũng là tìm anh như gần đó. Nhưng chắc rằng tại sao anh không nói để bây giờ mình mãi lạc mất nhau. Muốn rồi, muốn rồi, phải không mê? Tôi ngại mà lòng người nào có hơi. Dẫu biết yêu đương là cuộc tình, mình chẳng có ngày mai. Sống cứ trốn đi coi là khơi rơi sớm đời. Mà sao ta buồn lắm đường xưa, chỉ mong tình em quên ngày tháng. Nhập chén đáng ơn tình này mà lòng người nào có hơi. Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say. Đáng cúp quên đi người, anh sáng khuyên nằm đầu nhặt đỏ vàng xa khuất màn xuống. Tan đêm còn như hớt mến sâu. Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim. Giờ anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng. Anh giận mình tại sao không nói trước để bây giờ mình anh phải cô đơn đêm ngày mong nhớ. Tình này mà lòng người nào có hơi. Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say. Đáng cố quên đi người, anh chẳng khuyên nằm đầu nhà đò vàng xa khuất mặt xưa. Tan đêm còn nhiều hơn mê. Một tràng hót tay cho Rio Khánh Trân. Xin được cảm ơn vũ đoàn sắc màu rất là nhiều. Không gian trên sân khấu quá là đẹp cho bạn ngày hôm nay. Có vẻ như là tuần này đã lấy lại phong độ đúng không ạ? Riêng bản thân Minh Sùi rất là ngưỡng mộ bạn. Chúc mừng bạn nhé. Xin được mời giám khảo Trấn Thành với ý kiến của anh. Xin mời. Thật ra em không hề lấy lại phong độ. Không hề. Bởi vì chưa bao giờ em có phong độ cho đến ngày hôm nay. Đây mới là phong độ của em. Mấy lần trước là thương em, nói nghiêm túc luôn là gọi là thấy được sự đam mê của em và vẫn còn thấy được tiềm năng của em, cho nên cho em những cơ hội. Rõ ràng là ban giám khảo chúng tôi đã có những quyết định đúng, là bởi vì thật sự ra mà nói thì giữ em đến ngày hôm nay là chỉ để coi tiết mục này. Hay thật sự. Em có tin không? Cái cách em hát làm cho tôi không ngồi được nữa. Hát mà phải đứng dậy nó mới đáp lại cái cảm xúc của người ta mang lại cho mình. Nó máu lửa mà nó khát khao quá. Cái cách em gằn giọng, có những đoạn em hát nó giống khủng khiếp. Em hát tới cái mức độ mà tôi thử nhớ lại cái cách anh Đàm hát thì mình mới biết rằng nó có những cái câu trả lời cho cái việc tại sao ảnh nổi tiếng đến ngày hôm nay. Em cho người ta thấy được cái mãnh liệt của Đàm Vĩnh Hưng trong tác phẩm của mình. Em làm được cho tôi thấy điều đó. Và tôi thấy được luôn cái mãnh liệt của em. Trời, nghệ thuật chỉ cần như thế thôi. Và như tôi đã nói, đã chạm vào cảm xúc thì không còn học thuật nào hay một cái giới hạn nào để đem ra
tranh cãi nữa. Quên lời ư, chậm nhịp ư, thôi bỏ. Tuyệt vời. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Cho chị hỏi, từ tuần trước tới tuần này, cái động lực nào, cái điều gì khiến em thay đổi đột ngột tới như vậy? Tập trước thì được ba vị giám khảo góp ý cái điểm yếu của em, đó là cứ mỗi lần mà em lên sân khấu của ca sĩ Thần Tượng năm nay thì em không biết sao nữa. Trong sân khấu thì em rất là háo hứng, nhưng mà khi bước ra sân khấu thì em lại có một cái áp lực, đó là hát cho những bậc tiền bối của mình nghe, thì em bị một cái áp lực nó rất là khó tả. Nhưng mà sau thị phạm của ba vị giám khảo thì em đã gạt bỏ đi cái cảm xúc mà mình đi thi. Em cứ ra đây em hát, em cố gắng em hát bằng cả trái tim của mình, kết quả sao cũng được. Dạ. Yeah. Lần đầu tiên em thi đó thì em giống như lần này nè. Cái lần đầu tiên em xuất hiện, em lộng lẫy, em khóa thân thành anh Đàm Vĩnh Hưng. Và em hát rất là máu lửa. Cái vòng nhưng mà nó cũng không có đã được như bữa nay nữa. Hôm nay là một cái liên khúc luôn cả, chứ không phải là một bài. Thì em có nhiều cái đất để em tỏa sáng cho thần tượng của mình. Vì cái ngày đầu tiên ban giám khảo đã nhìn thấy được cái khả năng đó ở em, cho nên giữ em lại cho tới ngày hôm nay để lấy lại được cái tinh thần đó của em. Và ngày hôm nay em đã làm được điều đó, và em đã chinh phục được ba vị giám khảo ngày hôm nay. Khi mình hóa thân, nhất là hóa thân vào những người nổi tiếng, mà không những về giọng hát mà lẫn cả vóc dáng, hình thể bên ngoài, hay là quần áo, hay là thần thái, hay là phong cách, thì mình phải làm được như những người đó, thì cái người coi mới cảm nhận là em không phải là thí sinh, mà em chính là cái người em hóa thân. Ngày hôm nay em đã làm được trọn vẹn hết tất cả. Chỉ có một điều là chị hơi tiếc, vì ở dưới đây có một người cứ nhảy cỡn lên làm cho em phân tâm, em quên lời. Đêm ngày mong nhớ, mong rằng cái người ấy phải kiềm chế lại. Mai mốt em hát tôi sẽ úp mặt vô tường. Nhưng mà chị góp ý nhỏ một chút xíu, khi mà nhạc kết thúc nó vẫn còn tiếng vỗ tay, em đã xả vai rồi, Hân không bao giờ như vậy. Lúc em quỳ xuống em như vậy là Hân lúc nào cũng từ từ, vẫn còn giữ cái cảm xúc đó, là lúc em đã xả vai rồi. Cái posing cuối cùng á, mà nó ngưng động rất nhiều, bởi vì sau khi cái nốt nhạc cuối nó cùng á lại cho trong khán giả mà vừa dứt á, là trong đó, trong tim khán giả và trong tai, trong tâm tưởng á, nó còn vang vọng, nó còn động lại, có đúng nghĩa không? Là người ta vẫn còn đang sống trong cái bài hát bài của em hát. Đang hát đúng. Cái ánh mắt là cái mà em thu hút người ta nhiều nhất, nó rất là quan trọng, và cái đó là cái hớp hồn người khán giả, thì cái đó là cái em nên rút kinh nghiệm, thì bài hát này sẽ trở nên hoàn hảo vô cùng. Cố lên. Nói chung chúc mừng em. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Anh Nam có muốn chia sẻ thêm điều gì không ạ? Nãy giờ anh chưa chia sẻ mà. Dạ. Trong chương trình này thì anh mừng vì thấy là Rio này với lại bạn Trấn Hải là hai bạn mà đã có sự hồi phục về mặt giọng hát á, về cái thanh quản của mình và về cách hát nữa. Trước thì cả hai em đều rất là trầy xước, đều rất làm gào ra để mà cố tạo ra những cái âm thanh thật giống thần tượng của mình, và nó có cảm giác giống như bị hư vỡ. Nhưng mà đối với Rio trong ngày hôm nay á, từ những cái phân đoạn mà em hát rãi, chậm và tự sự, và những cái ngân rung rồi đến cái đoạn giữa rồi sau đó lại đẩy lên cao trào, thì tất cả gào thét hoặc là ngân giọng bằng với một cái chất lượng âm thanh rất rất là tốt, chứ nó không phải là như trước đây là gào trong tuyệt vọng hay là trong vô thức, thì điều đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Về cái thần thái của em á, anh rất là thích cách cái ánh mắt của em nhìn này, rồi từng cái cơ mặt hoặc là cái khuôn miệng của em hôm nay á, thực sự là rất giống, chưa kể những động tác điệu bộ về mặt chân tay và những cái gặp người vân vân, thì đều rất rất là giống những cái chữ ký của anh Hưng rất nhiều. Vì anh Hưng á, lúc ảnh hát á, anh có để ý là cái ánh mắt của ảnh á, nó say đắm, mà trong đó nó có cái gì đó mãnh liệt như lửa, mà có lúc lại giằn xé dữ dội, nó có rất nhiều những cái cung bậc ở trong đó. Và hôm nay thì em thể hiện được những cái điều đó, anh nhìn rất là kỹ thì thấy em không ngơi nghỉ một chút nào. Chỉ có hơi đáng tiếc một chút xíu là có thể là do giám khảo dưới này múa nhài kia nhiều có, cho nên là làm em phân tâm hư cái đoạn đó, hơi uổng. Chứ nếu không là em được 10 điểm rồi. Thế chị chắc chắn là em bị phân tâm bởi một cái người giám khảo ngồi ở dưới đây. Ủa? Không có ngồi yên. Khán giả, người ta vỗ tay. Ông ca liên quan gì? Thôi đi vô đi. Dạ hết rồi đúng chưa? Dạ vâng, dạ một tràng hỗ tay cảm ơn bà giám khảo rất là nhiều.